Hi, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 15 tháng 2 năm 2022. Con tin lịch sử của chúng ta hôm nay tiếp tục trôi về thời kỳ nhà Mạc. Trong số trước chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ năm của nhà Trịnh thời Lê Trung Hưng, đó chính là chúa Trịnh Căn. Ông sinh năm 1633 và mất năm 1709, trị vì trong 28 năm từ năm 1682 đến năm 1709 và thọ 77 tuổi. Ông là vị chúa sáng suốt đưa đàng ngoài vào thời kỳ thịnh trị của Đại Việt và ông đã truyền ngôi cho cháu của mình đó chính là Trịnh Cương. thì trong số ngày hôm nay Trung sẽ chia sẻ về vị chúa thứ sáu của nhà Trịnh đó chính là chúa Trịnh Cương. À, Trịnh Cương à, sinh ngày 19 tháng 7 năm 1686, mất ngày 20 tháng 12 năm 1729. À, còn có tên khác là Trịnh Trù, thụy hiệu là Hy Tổ Nhân Vương là vị chúa thứ sáu dưới thời Lê Trung Hưng trong lịch sử Việt Nam ông trị vì từ năm 1709 đến năm 1729 trong 20 năm và trong thời kỳ của ông đó chính là thời kỳ của vua Lê Dụ Tông 1705-1728 Lê Duy Phường 1729-1732 và kế nhiệm ông đó chính là chúa Trịnh Giang. ông chính là kế kế nghiệp ông cố là Trịnh Căn, ông cai trị miền Bắc Đại Việt trong giai đoạn từ tháng 5 năm 1709 đến tháng 10 năm 1729 tương ứng với các triều vua Lê Dụ Tông và Lê Duy Phường trong 20 năm trị vì của ông là thời kỳ Thái Bình Thịnh Trị, không hề có lạn binh đao, trịnh cương chăm chỉ no việc lước, chúa trọng dụng ba đại thần rất trẻ và có tài là Lê Anh Tuấn, Nguyễn Công Cơ và Nguyễn Công Hăng cùng bàn và ban hành hàng loạt các cải cách về chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội nhằm xây dựng một đất nước hùng mạnh. Trên phương diện đối ngoại, Trịnh Cương cũng đạt được một thành tựu nổi bật là đòi lại 120 dặm đất Hai Châu Vị Xuyên và Thủy Vĩ bị thổ ti Đại Thanh Trung Quốc chiếm. Trong bộ bách khoa lịch triều hiến trương loại trí, sĩ phu đời Nguyễn Phan Huy Chú đã khen ngợi những thành tích của Chúa Trịnh Cương. Triều đình đặt nhiều việc, pháp độ Kỳ cương rất hẳn hoi đầy đủ các phương xa đến cống hiến và Trung Quốc trả lại đất đai, thực là đời rất thịnh. Tuy nhiên, ông ham thích tuần du để ra các công trình xây dựng tốn kém để phục vụ nhu cầu cá nhân, khiến nhân dân đói khổ, mầm bóng suy vong của triều đình Đại Việt cũng xuất hiện kể từ đó. Năm 1729, Trịnh Cương chết, con ông là Trịnh Giang nối ngôi, chính quyền Lê Trung Hương chính thức đi vào con đường suy vong. Trịnh Cương sinh ngày 7 tháng 9 năm 1686 dưới triều Lê Hy Tông tại Đông Kinh, đông đô của Đại Việt. Ông là con trai trưởng của Tấn Quốc Công Trịnh Bính, cháu nội của Trịnh Vịnh chất của trưởng chất trưởng của vị chúa đương nhiệm chiêu tổ khang vương trịnh căn mẫu thân của ông là bà trương thị ngọc trử người làng như quỳnh huyện gia lâm phủ thuận an xứ kinh bắc là vợ thứ của trịnh bính thuở nhỏ ông còn được vợ thứ của chiêu tổ là thuận nghi ngô ngọc uyên nguyên quán ở xã phương lịch huyện hoàng hóa nuôi dưỡng năm 1700 trịnh cương 15 tuổi được phong làm phó tướng phổ an hầu năm 1702 thăng đô đốc phổ quận công Năm 1703, cha ông là Trịnh Bính đang giữ quyền thừa kế ngôi chúa qua đời. Lúc đó, chúa tuổi đã cao mà ngôi thừa tự vẫn chưa ổn định. Bèn triệu bồi tụng Nguyễn Quý Đức và hỏi Quý Đức nói, việc giữ nước vỗ về dân là trách nhiệm nặng nề nên cho việc về tẳng tôn và dòng đích. Điển nệ đã rõ ràng như vậy. Xin hãy sớm định rõ danh phận để cắt đứa sự ngấp nghé giòm nom. Chúa lại hỏi Đặng Đình Tướng. Đình Tướng cũng trả lời y như vậy. trịnh căn uh, vào mùa xuân năm 1703 trịnh căn xin với vua Lê Hi tông phong tiến cho Trịnh Cương làm khâm sai tiết chế các sứ thủy bộ, uh, chư dinh uh, kiêm uh, tộc chấp chính. Thái úy An quốc, uh, Thái quý, Thái úy An quốc uh, ông cho mở phủ Lý quốc, điều này đồng nghĩa với việc Trịnh Cương sẽ là người kế thừa ngôi chúa. Năm đó Trịnh Cương mới 18 tuổi ngày 17 tháng 6 năm 1709, Trịnh Căn mất, Trịnh Cương nên nối ngôi, mùa thu cùng năm Trịnh Cương giả mệnh nhà vua tự tiến phong làm nguyên soái tộc quốc chính An Đô Vương, lại nhân chúa mới lên ngôi nên tha cho dân một nửa tô thuế năm ấy và các thuế còn lại uh, thiếu lại đã lâu lại thăng chức cho các quan văn võ ngoài chức cao người chức thấp khác nhau vì trịnh cương là chắt nối ngôi ông cố nên việc lễ thờ của hai vị Trịnh Vịnh và Trịnh Bính được đem ra bàn luận. khi nên ngôi, Chúa đã tôn Trịnh Vịnh và là Lương Mục Vương. Trịnh Bính là Tấn Quang Vương. Đến năm 1711 thì bản việc lập đền. Triều đình có hai ý kiến một phe cho rằng Trịnh Cương nhận ngôi từ căn là theo lễ đích tôn thừa trọng, không cần tôn sùng Trịnh Vịnh và Trịnh Bính vào thờ ở chính miếu với các tiên chúa mà thờ riêng ở hữu miếu Khi cai trị, Trịnh Cương tỏ ra siêng năng cẩn mẫn thường dùng quan tham tướng Nguyễn Công Hãng bàn soạn công việc. Từ đầu canh năm đến mặt trời nặn mới thôi, do vậy nhà nước đàng ngoài rất hùng mạnh. Đương thời ở đàng trong, chúa Nguyễn là Minh Vương Nguyễn Phúc Chu từng có ý trinh phạt Bắc Hà, bèn sai người ra bắc do thám. Các thám tử đàng trong thấy được sự cai quản chặt chẽ của Trịnh Cương ở miền bắc, về tâu với chúa à, Minh rằng về, về tâu với chúa Nguyễn ở đàng trong rằng trong triều cường thịnh tướng văn tướng vũ đều là người giỏi binh lương đầy đủ quân bộ quân thủy đã nhiều lại tinh nhuệ chúa Nguyễn phải bỏ mộng thâu tóm Bắc Hà hai bên Trịnh Nguyễn tiếp tục chăm lo no củng cố cho tới khi cuộc chiến cuối cùng nổ ra năm 1774 sách Việt sử cương mục dẫn lại giai thoại như sau khi mới tới canh năm chúa đã triệu công hãng anh Tuấn vào phủ bàn việc tự ông ngồi để đợi khi bọn công hãng vào chúa nói Vừa rồi ta cảnh giác uh, trong giấc ngủ từ đời xưa có bao giờ như thế không? Bọn công hãng tạ nỗi nói, Chúa thương non nghĩ siêng năng mọi việc, tài trí chúng tôi kém khỏi tầm thường, không có thể theo kịp được. Đến như việc dục uh, giã răn bả bầy tôi cảnh giác trong lúc đêm khuya thì việc này từ đời trước đến nay chưa bao giờ có. Chúa bèn bảo hai người ngồi cho uống nước trà ung dung hỏi han mọi việc. Ngày đã muộn hai người mới ra về sách đại việt sử ký tục biên đánh giá bấy giờ chúa trịnh hăng hái cố gắng lo no tính cuộc thịnh trị tể thần là bọn công hãng có nhiều kiến nghị sáng suốt cho nên những chế độ về binh dân tài chính và phú thuế được xây dựng và xếp đặt có thể gọi là kỹ càng và đầy đủ trong một thời về kinh tế và xã hội mùa xuân năm 1711, Chúa bắt đầu sai quan văn quan võ là bọn Lê Dị Tài, Trần Đông Trụ đảm trách Việc đôn đốc đê điều, theo chế độ cũ, việc đê điều ở các chấn sẽ do vị quan đảm nhiệm tại chấn đích thân đôn đốc. Những người này bắt bớ đốc thúc khiến dân khổ sở mà công việc chỉ hoàn thành tạm bỡ. Chúa Trịnh thấy được các tệ nạn ấy nên đổi cách sai quan từ kinh thành đảm nhận. Sau việc này thành thể nệ thường, tuy vậy vẫn không sao ngăn ngừa được lạ nước nụt. Cùng năm đó, chúa bàn với các quan trong phủ, nêu để định lại thể nệ cấp uh, ruộng công. 6 năm cấp một lần, châm trước thời hạ cấp để thích hợp với thời tiết làm ruộng của dân, quy định tùy theo số người trong xã mà chia khẩu phần, từ quan viên đến người cô quả. Phế tật cũng được định lượng mà cấp ruộng, ruộng công, đất bãi, không được phép mua bán. Trước kia những nhà quyền quý thế hào, phần nhiều nhận ruộng đất của mình ở đâu thì nập trang trại ở đấy, rồi chiêu tập người trốn tránh, cho họ nấp bóng để vơ vét mối nợi vì thế mà dân xã nhiều người phiêu tán đến năm 1711 Chúa nghiêm cấm việc ấy nhưng đối với những người phiêu lưu trú ngụ ở xã khác khai khẩn nhờ vào đất hoang xã ấy mà đã dựng thành cơ nghiệp thì chỗ đất khai khẩn ấy xét định là cho làm thổ để họ được yên nghiệp sinh nhai đạo thiên chúa gia nhập từ đàng ngoài từ đời thầu từ đầu thời lê trung hưng đến năm cảnh trị thời lê huyền tông đã có lệnh cấm đạo tuy nhiên Uh, quan và dân sở tại thường nhận của đút nót của những người theo đạo nên che giấu cho nhau dẫn đến người theo đạo ngày càng nhiều. Năm 1711, triều đình đại ra lệnh cấm mới. Người nào biết có người theo đạo được phép tố cáo, người theo đạo sẽ phải cắt tóc trên đỉnh đầu, thích vào mặt bốn chữ học hòa la đạo và phát 100 quan tiền để thưởng cho người tố cáo. Nhưng biện pháp này cũng không được nhiều hiệu quả. Năm 1712, theo Nơi bàn của các quan tham tụng Nguyễn Quý Đức và Nguyễn Thế Bá rằng các ngoại trấn như Thái Nguyên, Hưng Hóa, Tuyên Quang, Lạng Sơn thường giao cho một quan ở nội trấn chỉ bốn trấn vùng đồng bằng là Sơn Tây, Sơn Kinh, Sơn Nam Kinh, Bắc Hải Dương hoặc một quan cận thần trong triều đình kiêm quả. Những người này phần nhiều lấy cớ ở lại nội trấn mà không đi tới các nơi trấn nhậm nên dẫn đến không nắm rõ địa thế ở đất ấy nên khi có biến xảy ra thì khó có thể ứng phó ngay được. về việc thư cử cũng có nhiều cải tiến trong cái thời gian này. À, tháng 8 năm 1721, triều đình bắt đầu quy định về phép học võ và thi võ, lập trường học ở kinh đô, đặt quan giáo thụ và lệnh con cháu các công thần và các quan vào đó học hàng năm mỗi tháng của mùa xuân và mùa thu thì thi tiểu tập còn thi đại tập vào tháng vào 4 tháng quan trọng là 2 năm 8 11, quan giáo thụ đề cử những người trúng tuyển để điều động. À, mầm mống của sự suy vong năm 1721 thổ tù châu uh, châu tấn là đèo mỹ nâm nổi dậy cướp phá vùng nai châu và quỳnh Nhau Châu, Chúa Sai Nguyễn Công Chính và Bùi Sĩ Tiêm đem quân tiến đánh. Giữa đường đi đến Mai Châu thì Công Chính chết, quan quân phải lui về. Đến năm 1722, nhân nội bộ của đèo Mỹ Ngọc xảy ra độc độc triều đình đại cử Thành Lý đi đánh. Mỹ Ngọc cùng một số thuộc hạ bỏ chạy Thành Lý, bèn dẫn quân về triều đình sau đó có chiếu xá tội cho những người khởi loạn kêu gọi họ trở về làm ăn vùng bắc được tạm yên ngày 29 tháng 9 năm 12, 727, Trịnh Cương phong cho Trịnh Giang làm khâm sai tiết chế, các sứ thủy bộ chư uh, quanh kiêm nắm các việc chính sự cơ mật. Thái úy Thịnh Quốc công cho mở phủ điện quốc. Từ đây địa vị của Trịnh Giang chính thức được công nhận là người sẽ nối ngôi chúa. Trịnh Cương còn đích thân làm bài uh, bảo huấn và hai bài thơ ban dạy cho Trịnh Giang. Chúa Trịnh Giang có sở thích tuần du để ngắm các cảnh đẹp của đất nước. Do vậy, việc xây cất diễn ra liên tục từ ngày ông nên ngồi năm 1718 Phó Đô Ngự Sử Nguyễn Mậu Áng dâng sớ can ngăn chúa lên tránh xa xỉ và bớt việc xây dựng để khoan thư sức dân. Ông có lời khen sự thẳng thắn của Nguyễn Mậu Áng về việc xây cất được đình chỉ một vài năm sau đó. Đến những năm cuối đời, nếu những năm cuối đời, nết xấu của Chúa lại trỗi dậy. Ông dần không kiêng kỵ gì nữa. Năm 1727, ông sai các hoạn quan sửa các chùa ở vùng núi Độc Tôn và chùa Tây Thiên để phòng khi bị đi để phòng bị khi đi du ngoạn bất chấp người dân phải chịu sư dực khổ sở. Tháng 11 năm đó lại cho xây hành cung ở Cổ Bi. Công trình được hoàn thành trong một tháng. Sau đó ông bị bọn thầy phong thủy to nhỏ nên quyết định xây dựng phủ đệ mới ở đấy gọi là phủ Kim Thành và có ý rời phủ chúa sang đấy. Chúa đi tuần du không ngớt, vì thế cho xây dựng nhiều hành cung như thế bóc lột sức dân thậm tệ, mồng mống diệt vong của họ trịnh. Là từ đấy. Tháng 7 năm 1729, nước sông lên to, đê cự linh bị vỡ, nước tràn vào cổ bi, nhà cửa bị nước cuốn đi và đổ nát. Chúa sai hoạn quan đốc xuất quân và dân sửa chữa đường xá để phòng bị núp đi du ngoạn, nông dân bị thủy tai cực khổ trăm bề mà còn bị bức ép, nao dịch, đau khổ không kể xiết. Mùa xuân năm 1729, Trịnh Cương đi tuần phía đông lại duyệt chu sư, chu sư và à, cửa biển Triều Châu. Đến tháng 10, ông lại bắt tuần nghỉ tại ở núi Tiền Tích giữa tháng nữa mới trở về cung, chưa ở nhà được lâu thì ông lại đi Như Kinh là quê mẹ của mình. Ngày 16 tháng 1 năm 1730, Trịnh Cương mất ở hành cung Như Kinh, hưởng thọ 44 tuổi, giữ chính quyền 20 năm. Các quan theo hầu bí mật đưa di hài về kinh mới phát tang, Trịnh Giang lên nối ngôi chúa, tôn Trịnh Cương là nhân vương, miếu hiệu là hy tổ. Thường đời sau xưng là hy tổ nhân vương, an táng ở cánh đồng xích nạc thuộc thôn Bùi Thượng, xã Yên Giang, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa sĩ phu đầu thời Nguyễn là Phan Huy Chú trong sách Địch Triều Hiến chương Loại Chí phần nhân vật trí đã khen ngợi khả năng trị nước của Trịnh Cương. Trong khi Chúa giữ chính, chăm no chăm chỉ no toan trị nước cùng các tể tướng ngày đêm chủ tính, thảm việc binh dân tiền của thuế khóa đặt ra rõ ràng đầy đủ. Cũng trong sách này Phan Huy Chú viết về các thành tiệu của thời Lê Dụ Tông, thời mà Trịnh Cương là người thực sự cai quản việc nước. Bấy giờ vua nối nghiệp Thái Bình không biết việc đao binh trong nước vô sự triều đình đặt nhiều việc pháp độ, kỷ cương rất hẳn hoi đầy đủ, các phương cống hiến và Trung Quốc trả lại đất đai thực là rất thịnh. Nhưng bên cạnh đó, sự thần Đại Nam dù liên tục phê bình các chúa trịnh nhưng cũng gián tiếp thừa nhận thành tựu chính trị của thời trịnh căn trịnh cương. Thì trong số ngày nay chúng đã chia sẻ về vị chúa thứ sáu của nhà Trịnh, đó chính là chúa Trịnh Cương ông cũng là một vị chúa sáng suốt, có những cái cải cách cũng như là có những chính sách cai trị làm cho đất nước trở nên Hưng Thịnh và Thái Bình và trong thời kỳ của ông thì không chứng kiến được lặn binh đao thì ông hưởng thọ 44 tuổi và trị vì trong 20 năm từ năm 1709 đến năm 1729. Tuy nhiên thì trong cái thời gian cuối đời thì ông bắt đầu uh, sở thích là tuần du, chính vì vậy mà ông đã cho xây dựng rất là nhiều các cái phủ đệ ở các nơi khi ông đi tuần du và đây cũng chính là mầm mống cho sự suy vong của uh, nhà Trịnh khi mà uh, dân chúng bị uh, bắt đi làm phu phen xây dựng những cái công trình uh, phục vụ cho cái việc tuần du ngắm cảnh của ông tại các nơi ông đến. Và Mặc dù đầu thời kỳ là ông là một vị chúa sáng, có những cái cải cách về kinh tế, chính trị, quân sự, xã hội làm cho đất nước Đại Việt ở phía Bắc trở nên thịnh trị. Khi mà các tham báo của đằng trong ra do thám thì thấy được cái sự thái bình thịnh trị ở Bắc Hà, chính vì vậy mà nhà Nguyễn đã thôi mộng đem binh ra thảo phạt Bắc Hà. Và thì cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo